Nhằm tăng cường công tác xúc tiến đầu tư, thương mại, du lịch, giới thiệu tiềm năng thế mạnh của thành phố Hồ Chí Minh và tỉnh Gia Lai, tạo điều kiện cho các nhà đầu tư, các doanh nghiệp tìm hiểu, thiết lập mối quan hệ hợp tác, thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội giữa hai địa phương, đồng thời thực hiện kế hoạch hợp tác giữa hai tỉnh Gia Lai và thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2017-2020. Sáng nay 28 tháng 5, tại thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai, phối hợp với thành phố Hồ Chí Minh tổ chức hội nghị xúc tiến đầu tư giữa thành phố Hồ Chí Minh và tỉnh Gia Lai năm 2018. Tham dự hội nghị, về phía thành phố Hồ Chí Minh có ông Lê Thanh Liêm, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh. Về phía tỉnh Gia Lai có ông Dương Văn Trang, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh; ông Võ Ngọc Thành, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh. Hội nghị còn có sự tham dự của hơn 400 đại biểu đến từ các tổ chức, hiệp hội doanh nghiệp, các tập đoàn, doanh nghiệp, nhà đầu tư, các ngân hàng thương mại của thành phố Hồ Chí Minh, của tỉnh Gia Lai và một số tỉnh thành trong nước. Phát biểu khai mạc hội nghị, thay mặt lãnh đạo tỉnh Gia Lai, ông Võ Ngọc Thành, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh khẳng định, 15 năm thực hiện chương trình hợp tác phát triển kinh tế xã hội giữa thành phố Hồ Chí Minh và tỉnh Gia Lai đã mang lại nhiều kết quả tích cực cho hai địa phương. Mối quan hệ ngày càng thắt chặt, tinh thần hợp tác phát triển luôn được quan tâm tạo điều kiện. Công tác xúc tiến kêu gọi đầu tư luôn được lãnh đạo hai địa phương quan tâm, chỉ đạo tích cực. Đến nay đã có 26 nhà đầu tư của thành phố Hồ Chí Minh đầu tư vào tỉnh Gia Lai với 27 dự án, tổng vốn đầu tư 6.355 tỷ đồng. Và các doanh nghiệp từ Gia Lai cũng đã đầu tư 22 dự án vào thành phố Hồ Chí Minh với tổng vốn trên 29.544 tỷ đồng. Với lợi thế, tiềm năng cùng nhiều cơ chế, chính sách ưu đãi, cơ hội đầu tư cho Gia Lai tiếp tục được rộng mở và hội nghị xúc tiến đầu tư lần này sẽ là cơ hội tạo điều kiện thuận lợi cho các nhà đầu tư đến đầu tư tại Gia Lai. Với lợi thế và tiềm năng hiện có, tỉnh Gia Lai rất mong các nhà đầu tư, các doanh nghiệp thành phố Hồ Chí Minh quan tâm tìm hiểu đầu tư một số lĩnh vực như phát triển sản xuất nông nghiệp hữu cơ, nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, công nghiệp chế biến, liên kết để phát triển du lịch. Ngoài ra, tỉnh Gia Lai rất mong các cơ quan, hiệp hội, doanh nghiệp của thành phố Hồ Chí Minh hỗ trợ trong lĩnh vực khởi nghiệp, phát triển doanh nghiệp, xây dựng các mô hình hợp tác xã tiên tiến. Tăng cường hợp tác, sự đầu tư từ thành phố Hồ Chí Minh vào Gia Lai và ngược lại trong những năm qua ngày càng phát triển lên tầm cao mới, góp phần vào sự giàu mạnh, ổn định của hai địa phương. Và từ những kết quả đạt được, công tác xúc tiến kêu gọi đầu tư giữa thành phố Hồ Chí Minh và Gia Lai tiếp tục được xem là trọng tâm trong chương trình hợp tác phát triển kinh tế xã hội giữa hai địa phương trong giai đoạn 2017-2020. Về phía thành phố Hồ Chí Minh thì luôn quan hệ và tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất cho các doanh nghiệp trong và ngoài nước, trong đó có Gia Lai của chúng ta, đến tìm hiểu cơ hội đầu tư và hoạt động kinh doanh tại thành phố Hồ Chí Minh. Với chính sách thông thoáng, cởi mở và phương châm xem thành công của các doanh nghiệp của tỉnh bạn là chính thành công của chính mình, thì thành phố Hồ Chí Minh cam kết tiếp tục với các tỉnh thành trong cả nước nỗ lực cải thiện môi trường đầu tư, tạo điều kiện thuận lợi và hỗ trợ các doanh nghiệp phát triển sản xuất kinh doanh, đảm bảo hiệu quả lâu dài và có thuận lợi nhất. Tại hội nghị xúc tiến đầu tư giữa thành phố Hồ Chí Minh và tỉnh Gia Lai năm 2018, Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai đã trao quyết định chủ trương đầu tư và giấy chứng nhận đầu tư cho 10 dự án với tổng vốn gần 5.000 tỷ đồng. Đồng thời, 11 nhà đầu tư cũng đã ký biên bản ghi nhớ cam kết đầu tư với tổng vốn đầu tư 16.100 tỷ đồng.